Không biết vì sao mà ở toàn cái căn nhà này, ở phía trên nó lại đều có một cái màu đen, như là dầu hay là gì, nhưng mà tại sao từ mái nhà nó chảy xuống có những cái mảng đen 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 như thế này. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình có ghé thăm một đứa em của mình tên là Dương. Tới đây. Đây. Thì đứa em của mình có giới thiệu cho mình ở gần nhà bạn ấy có một cái nhà để bỏ hoang. Lý do bỏ hoang thì nó chứa rất nhiều câu chuyện tâm linh, huyền bí và bí ẩn. Và hiện tại là mình đang đứng trước ngôi nhà bỏ hoang đó nè. Và thông qua lời kể của bạn Dương, các bạn sẽ biết được cái nội tình vì sao cái ngôi nhà này bỏ hoang. Ngôi nhà này bỏ hôn tầm khoảng bao nhiêu năm rồi em? Em biết thì cũng gần 10 năm rồi ạ. Tôn đồ ở trên mái nhà rồi. Một rửa hết rồi. Anh nghĩ là ở đây chắc cũng có nhiều người vào cầu cơ đúng không em? Đúng rồi anh. Ở dưới đây nè, tức là cũng có nhiều người cầu cơ. Anh thấy có chai lọ và có những cái chân nhang rồi nữa. Để anh quay cái cam trước cho nó dễ thấy hơn. Không biết vì sao mà ở toàn cái căn nhà này, ở phía trên nó lại đều có một cái màu đen, như là dầu hay là gì, nhưng mà tại sao từ mái nhà nó chảy xuống. Hên là mình đi ban ngày á, đi giữa trời nắng á, thì đi buổi tối là chắc cũng là nó kinh dị lắm em không? Ở trong nhà mà có tổ mối cái đóng kìa. Cái này á có một cái câu chuyện cái tổ mối này luôn. Ngày trước thì có một cặp vợ chồng, một người con, 600 cái nhà này. Thì không biết cái câu chuyện đó hai vợ chồng cãi nhau như thế nào, nhưng mà người chồng quá bực nên là có cầm một cái xà beng để chuẩn bị đi ra ngoài vườn. Thì không may sau đó mà người chồng cút cái xà beng lại trúng ngay vào thái dương của người vợ. Thì mặc dù là nó cũng nhẹ thôi, nó không nặng, nó không mạnh lắm, nhưng mà chúng ngay yếu điểm nên là người vợ đã không may qua đời. Thì ở cái vị trí cái tổ mối đây nè là cái bàn thờ của người vợ ngày trước. Sau đó thì có những cái câu chuyện kỳ lạ. Cái tổ mối này nè, khi mà người chồng dọn dẹp lại cái bàn thờ thì mới phát hiện ra lúc đó nó chỉ có chút xíu thôi, nó không có to như thế này. Giống như cái tổ mối ở bên kia đúng không? Đúng rồi. Chỉ chút xíu vậy thôi. Thì em nghĩ không phải đâu, do là người chồng khi đó thấy thì cũng có dọn rồi, nhưng mà càng dọn thì nó lại càng có nhiều tổ mối. Trong cái thời gian đó cũng có nhiều chuyện xảy ra rất là kỳ lạ. Ví dụ như trước khi đi ngủ thì người vợ thường đóng cửa sổ lại để cho người con không có bị trúng gió cảm lạnh. Em nghĩ nó là cái cửa sổ kia kìa. Ở đây đúng không? Xong bị người vợ mất đi rồi á, trước khi ngủ vẫn thấy cái cửa sổ đóng lại bình thường mà chứ không có ai tác động vào. Nó vẫn đóng lại như là như là có người, có một người nào đó mà
cứ có cái thói quen trước khi ngủ là đóng cửa sổ vậy. Rồi em nghe kể là chỉ như vậy thôi, do là câu chuyện này cũng xảy ra lâu rồi. Nghe em kể bình thường mà anh nghĩ là nếu mà người ở trong cuộc á chắc có lẽ là sẽ sợ lắm, nên đó là lý do mà cái nhà đây đã bỏ hơn 10 năm nay rồi. Mà anh vẫn không hiểu vì sao ở cái nhà đây nó lại có những cái mảng đen 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 kỳ cục quá, Thì mà em cũng không biết nữa. từ từ trong ra ngoài á nó cứ có những cái mảng đen 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 như thế này cả nhà luôn nha, chứ không phải là cả nhà luôn, nó có những cái mảng đen 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 vậy á. Kỳ lạ thôi. Xót thương thay cho người vợ mà cái đó là chỉ một chuyện lỡ tay của ông chồng ha, rồi mất đi gia đình, mất đi người vợ, rồi mất đi tất cả, rồi phải bỏ nhà ra đi luôn. Em có biết thông tin gì về ông chồng đó tới ngày hôm nay không? Là ngày đó thì có nghe hàng xóm nói là ông chồng với người con chuyển về quê sống, mà em cũng không biết là quê ở đâu. Là từ đó cho đi là cái câu chuyện này cũng rơi vào quên lãng. Câu chuyện này tuy nó diễn ra lâu rồi nhưng mà cái tình trạng đó vẫn xảy ra tới ngày hôm nay luôn á. Việc mà đánh đập phụ nữ lại ngược đãi vợ rồi. Cảm xúc của bản thân mình rất là dễ lây ra những cái câu chuyện nó quá là bi thương.